đây là hai cái hồ ươm tôm. Nuôi tôm theo công nghệ cao thì họ xây dựng các cái hồ khép kín như thế này để bảo vệ an toàn cho tôm nuôi, ngăn ngừa các vật chủ trung gian truyền bệnh qua tôm. Hồ ươm thì người ta thiết kế cũng tương đối nhỏ, khoảng là 100 mét khối. Đối với hồ ươm này là sao mặt nước thấy cũng hơi thấp là sao? Tại em thay nước. Đang hạ xuống để thay phải không? Dạ, thông thường là mình dự trữ nó khoảng bao nhiêu mặt nước bao nhiêu? Mặt nước lên gần tới đây à? Vậy nó cũng khoảng có 1 mét vậy ha. Dạ. Đối với hồ ươm là mình cho mặt nước là cả 1 mét là vừa phải không? Dạ. Em có thể chia sẻ vài thông tin về cái farm nuôi mình hiện nay là tổng diện tích bao nhiêu và mình được quy hoạch nuôi tôm theo hình thức nào ạ? Cái diện tích của em là nó khoảng 2 hecta rưỡi, nuôi mô hình ao tròn lót bạc. Em thường ở đây thì có 2 ao dèo, 4 ao nuôi, 2 ao sẵn sàng và 4 ao lắng nước ngoài. Mình nuôi ở đây theo quy trình nuôi 3 giai đoạn chứ hả? Quy trình thì em nuôi theo 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu thì dèo khoảng tầm từ 18 đến 20 ngày qua ra giai đoạn 2. Giai đoạn 2 khoảng tầm cỡ 2 tháng qua giai đoạn 3. Ở mỗi giai đoạn là mình nuôi bao mật độ ra sao? Mật độ giai đoạn đầu em dèo nó 100 khối nó khoảng 400 ngàn, là tầm khoảng 4.000 con trên 1 mét khối. Giai đoạn 2 thì nó em ra nó hồ 800 thì nó em ra 1 ra 1 là tầm cũng khoảng 400 con trên mét vuông. Là giai đoạn 1 là rồi chuyển sang giai đoạn 3 là mình ở giai đoạn 3 thì em chiết ra thì nó tầm khoảng 200 con trên mét vuông. Như vậy là mỗi giai đoạn là mình nuôi bao nhiêu ngày? Ví dụ ở giai đoạn ươm là bao nhiêu ngày, giai đoạn 2 mấy bao nhiêu ngày và giai đoạn 1 thì em ươm khoảng 18 ngày. Ra giai đoạn 2 khoảng thêm 25 ngày nữa là giai đoạn 3. Giai đoạn 3 mình nuôi thêm bao nhiêu ngày nữa? Giai đoạn 3 em nuôi khoảng tầm cả 30 ngày. Ở đây mục tiêu mình nuôi tôm về sai bao nhiêu là mình sẽ thu hoạch? Em thường em nuôi về sai tầm 30 con. 30 con là mình có thể tùy theo giai đoạn nào, ví dụ như sai nào có giá thì mình nhắm ngay thì mình sẽ thu hoạch ở đây. Đây là cái farm nuôi này, farm mới hoàn toàn ở nuôi ở vụ đầu luôn chứ phải không? Dạ. Mình ở đây nuôi là được xem là 3 giai đoạn áp dụng công nghệ cao hay là sao? Áp dụng công nghệ cao, 3 giai đoạn áp dụng công nghệ cao. Trước đây thì những cái mô hình này mình đã nuôi ở chỗ nào rồi? Em thì trước đây thì nuôi ở khu số 4 với khu số 9 ở trên Vĩnh Hậu A đó hả? Vĩnh Hậu A, ở công ty Long Mạnh đó. Hiện nay là đang chuyển qua cái phạm nuôi này, khoảng gần 3 hecta. Ở đây là cái quy hoạch mình đã hoàn thiện chưa? Mình đây là quy hoạch hình như là muốn hoàn thiện rồi. Như vậy là cái phần ao lắng cũng như là ao sẵn sàng rồi nó chiếm khoảng bao nhiêu diện tích? Ao lắng chiếm khoảng lắng của em nó khoảng 2.000 khối. 2.000 khối 4 ao thì nó chiếm khoảng 8 nói chung là 8.000 mét vuông. Tóm lại là cái diện tích nuôi là mình chiếm bao nhiêu? Khoảng 1/3 diện tích khu nuôi học nuôi là nó khoảng 1/3.
300 ngàn con mét vuông. Anh sang qua hồ bản. 300 ngàn một cái hồ 800 này phải không? Cái này được bao nhiêu ngày em? Cái này là 23 ngày em. Mình nuôi ở đây mật độ thế nào? Độ 300 ngoài con mới vuông. Mình nuôi quy trình theo quy trình 3 giai đoạn chứ hả? Rồi. Tí nữa em lại đòi kia ít tiếng rồi em chia sẻ về cái tổng thể cái... Cho ăn mấy hồ? Một hồ này gì? Một hồ nhỏ. Hả? Một hồ nhỏ. Cho ăn qua hồ kia, tao nhờ mày chia sẻ vài thông tin tao làm clip đấy.